Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta dâng lễ kính Đức Mẹ La Vang, cầu nguyện cho Tổng giáo phận Huế thân yêu và đặc biệt mừng lễ kim khánh linh mục của một người anh em chúng ta, cha Stanislao Nguyễn Đức Vệ, chịu chức linh mục năm mới 27 tuổi. Như người nghệ sĩ hay một công trình sư, khi hoàn thành một tác phẩm thì đứng lùi lại đủ xa để ngắm nghía, kiểm tra, hầu chỉnh sửa những chỗ chưa vừa ý, ước mong có một tác phẩm tuyệt vời. Cha về cũng nhìn lại hành trình 77 năm cuộc đời và 50 năm linh mục của mình. Trong cái nhìn lại đó, giống như Đức Mẹ vui mừng ca tụng mọi kỳ công Thiên Chúa đã thương làm cho mình trong kinh Magnificat. Cái nổi bật trước mắt cha về là thánh ý nhiệm màu và tình yêu của Thiên Chúa cùng lòng vâng phục biết ơn hân hoan của mình qua mọi biến cố của cuộc sống làm người, làm con Chúa, nhất là làm linh mục của Chúa. Quả vậy, cha về là con cả trong một gia đình đông đúc với 11 người con, 5 trai 6 gái của ông bà cụ Dương, vốn là cựu chủng sinh Huế, nên ơn gọi của cha về được nhiệt liệt ao ước và chăm sóc tận tình từ thuở ấu thơ. Với sự trợ giúp của linh mục nghĩa phụ trẻ trung nhiệt thành năng động là cha Giuse Đỗ Bá Ái, cũng chịu chức linh mục năm mới 27 tuổi. Hiện ngài đã 97 tuổi, đang hưu dưỡng tại giáo phận Nha Trang và năm nay cũng mừng 70 năm linh mục. Thật là tuyệt vời và hiếm có, hai bố con đều sống thọ và có những điểm đặc biệt như vậy. Nhờ môi sinh và hoàn cảnh sống tốt đẹp đó của gia đình, như bà mẹ của gia đình Maccabeo đã can đảm khôn ngoan khuyên dạy 7 người con bằng lòng chấp nhận cái chết để trung thành với luật Chúa. Từ ngày tu học ở Tiểu Chủng Viện Phú Xuân, rồi Tiểu Chủng Viện Hoan Thiền và Trường Thiên Hữu, chú về sớm tỏ ra nhiều khả năng và tổ chất khả dị bảo đảm một ứng viên linh mục. Nên khi vừa mới mãn lớp Premier, tú tài một, đã được bề trên giáo phận chọn lên học giáo hoàng học viện Đà Lạt, nơi dành cho các chúng sinh ưu tú của các giáo phận miền Nam Việt Nam lúc đó, nhằm chuẩn bị nhân sự cốt cán tương lai của giáo hội Việt Nam. Ngày 18 tháng 12, 71, thầy về được thụ phong linh mục cùng với cha bạn là cha Lê Công Mỹ, hôm nay vắng mặt. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho ngài. Cha về tốt nghiệp cử nhân thần học và được sai về dạy Tiểu Chủng Viện Hoan Thiền đến 75. Từ năm 75 làm quản sự Tây Linh, Gia Hội và Tân Thủy. Nhờ môi trường sống, môi trường được đào tạo và môi trường thi hành sứ vụ đào tạo, cha về ngày càng tỏ ra điềm đạm, kính đáo, tín cẩn, có chiều sâu nội tâm, được quý mến tin cậy. Bằng chứng là Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền đưa ngài vào ban tư vấn khi tuổi còn khá trẻ và cho tham dự vào một số sự kiện đặc biệt. Khi Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận Huế, ngài cũng chọn cha về làm ứng viên giám mục. Và khi Đức Tổng Giám mục Philippe Stefano Nguyễn Như Thể tranh dắt Tổng giáo phận Huế, ngài cũng tin tưởng chọn cha về làm tổng đại diện cho mình. Trong thời gian 8 năm làm tổng đại diện, cha về tương tác phục vụ đắc lực mọi thành phần dân Chúa khắp các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận, đã tổ chức rất thành công hai đại lễ mang tính quốc gia và giáo phận. Đó là năm thánh 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang và năm thánh 150 năm thành lập Tổng giáo phận Huế. Tạ ơn Chúa.
Khi thôi chức tổng đại diện thì nhận quản sứ nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam và hạt trưởng hạt thành phố Huế. Rồi tuy mới 66 tuổi, Ngài bị bệnh phải đi Sài Gòn chữa mấy tháng và vì vấn đề sức khỏe, Cha về hưu dưỡng tại nhà chung Huế cho đến bây giờ. Theo gương cha bố Du Xe Đỗ Bá Ái quảng đại nuôi dưỡng ơn gọi, gây dựng được 5 linh mục nghĩa tử, Cha về cũng có 4 nghĩa tử linh mục, 7 nghĩa tử nữ tu, và từ các nghĩa tử linh mục của mình, Cha về đã có đến 7 cháu linh mục và còn nhiều ứng sinh tiềm năng khác. Đúng là cha nào con đó. Ngoài di sản nhân sự ấy, Cha về cũng để lại một di sản tinh thần lớn lao gồm 19 cuốn sách đủ loại, trong đó có 3 cuốn về nhân thân, lịch sử, tác vụ và nhiệm sở của các linh mục Tổng giáo phận Huế. Chúng ta cũng nên đọc mấy cuốn sách này để thêm hiểu biết đời sống, sứ vụ, thành công, thất bại của anh em linh mục, để cảm thông, nâng đỡ, cầu nguyện và thêm bài học, kinh nghiệm cho chính mình. Cuốn sách nổi trội nhất là cuốn tổng hợp các bài giảng trong suốt hành trình dài đời linh mục, nhất là những năm làm tổng đại diện, với tựa đề Cho hiện vinh danh Ngài để mừng kim khánh linh mục, mà mọi người chúng ta đều được biếu tặng một cuốn làm kỷ niệm. Người ta thường nói kim khánh xong là tới kim tịnh, nghĩa là đi dần tới cái chết. Nhưng cha về vẫn khỏe mạnh yêu đời. Thật ra chỉ hai chân yếu đi không vững, chữ tinh thần rất minh mẫn, không ngừng làm việc trí thức, đã giúp dạy học viện liên dòng và hiện nay vẫn ngày ngày dịch đưa lên mạng xã hội những bài suy niệm phụng vụ chư thánh, giúp cho đời sống đức tin của tín hữu thêm tăng tiến. Tạ ơn Chúa, nhân dịp lễ tạ ơn kim khánh linh mục của cha về, chúng ta có cơ hội nhìn lại những điểm mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời và sứ vụ linh mục của mình, để nhìn lại quá khứ, thẩm tra hiện tại và canh tân hướng về tương lai, nhằm bảo vệ và sống cao độ sứ vụ linh mục, ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Trước hết là ngày được thụ phong linh mục, thời điểm quyết định, vì nếu không có ngày này thì chẳng có ngày nào khác tiếp theo, đặc biệt là ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh linh mục. Chính từ ngày này, chúng ta trở nên hiện thân của Chúa Kitô, sống thánh thiện đời độc thân khiết tình, vâng phục đấng bản quyền, sống cha nòa tình huynh đệ bí tích với các linh mục khác, tận tình chăm sóc đoàn chiên được trao phó, trong mỗi hiệp thông thắm tình giữa các thế hệ linh mục như Công đồng Vaticano II dạy. Các linh mục nhiều tuổi hãy đón nhận những linh mục trẻ như những người em thực sự, giúp đỡ họ trong những công tác và gánh nặng đầu tiên của sứ vụ linh mục, gắn hiểu tâm trạng của họ và theo dõi các dự án của họ với thiện chí. Còn các linh mục trẻ phải biết kính trọng tuổi tác và kinh nghiệm của các linh mục lớn tuổi, bàn hỏi với các ngài và sẵn lòng cộng tác với các ngài trong việc chăm sóc các linh hồn. Rồi tiếp đến là ngày kỷ niệm thụ phong linh mục. Nhiều người trong chúng ta đã làm một việc rất tốt là kỷ niệm hàng năm ngày thụ phong linh mục. Chớ gì không chỉ là lễ lạc quà cáp vui tươi bên ngoài, nhưng là sống đầy đủ ý nghĩa nội tâm sâu xa và tầm quan trọng của ngày đó trong việc nhìn lại quá khứ thăng trầm một năm qua, thẩm tra điều chỉnh cuộc sống hiện tại và dự phóng canh tân hoãn cải hướng về tương lai, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tình cảm và tình dục trong giáo hội và xã hội, để ngày càng trở nên linh mục đích thực như Hồng Chúa và giáo hội mong ước và mình đã cam kết ngày thụ phong. Đức Thánh Cha Francisco nói, tất cả chúng ta đều có thể mắc sai lầm trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là không ở lại trong sự sai lầm
và đừng nằm lì trên mặt đất khi bị ngã xuống. Việc đứng dậy cũng phải nhờ người giúp. Nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta tìm thấy một bàn tay giúp chúng ta đứng dậy. Chúng ta cũng phải làm điều đó với người khác. Bằng kinh nghiệm mình có, hãy sử dụng những gì chúng ta đã trải qua để tạo ra những điều tốt đẹp thực sự. Để có độ lùi đủ dài và nhiều dự kiện cụ thể cho việc kiểm điểm quá khứ, thẩm tra điều chỉnh hiện tại và dự phòng hoãn cải, canh tân tương lai, nhiều anh em lên kế hoạch mừng ra mừng, kỷ niệm thủ phong 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm trước khi tới được Ngân Khánh, Kim Khánh và Hòa Hoàn Ngọc Khánh, hay 70 năm linh mục như cha già Ngọc, cha già Ái. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, hôm nay trong tinh thần Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 vừa khai mạc và chủ đề tịnh tâm của chúng ta là Giáo hội Hiệp hành, Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ, cầu nguyện cách riêng cho Tổng giáo phận Huế thân yêu của chúng ta, mà thành phần cốt cán nhất xây dựng giáo phận là các linh mục. Chúng ta xem đến hai mối hiệp thông giúp chúng ta có một đời linh mục lành thánh và bình an. Trước hết là hiệp thông với bề trên, như Pastores Dabo Vobis dạy, không có thừa tác vụ linh mục ở ngoài sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và giám mục đoàn, đặc biệt là giám mục bản quyền giáo phận, trong lòng tôn kính như con thảo và sự tuân phục đã hứa khi thủ phong. Bồ giáo sĩ thêm, chính đức ái mục tử thúc đẩy các linh mục biết hy sinh ý riêng để vâng lời phục vụ Chúa và anh em, lấy tinh thần đức tin mà đón nhận và thi hành các mệnh lệnh cũng như lời khuyên dạy của Đức Giáo Hoàng và Đức Giám mục của mình, cùng với các bề trên khác, hoàn toàn sẵn lòng tự hiến hết mức trong mọi chức vụ được giao phó, dù là chức vụ hết sức thấp kém nghèo hèn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, không ai có khả năng chăn dắt đoàn chiên của Chúa nếu không sống sâu xa và đích thực sự vâng lời Chúa Kitô và Giáo hội, sự ngoan ngoãn của dân Chúa đối với linh mục tùy thuộc sự ngoan ngoãn của linh mục đối với Chúa Kitô. Do đó phải luôn có sự gặp gỡ cá nhân và liên lị với Chúa, hiểu biệt sâu đậm và nên một với ý muốn của Chúa. Và Thánh Giáo Hoàng Clemente thứ nhất dạy, cấp trên không thể đứng vững nếu không có cấp dưới. Ngược lại, cấp dưới cũng chẳng là gì nếu không có cấp trên. Mọi cấp bậc phải hòa hợp với nhau, như thế mới có lời. Chúng ta cũng hãy xem ví dụ về thân thể. Đầu mà không có chân thì chẳng là gì cả. Chân không có đầu cũng vậy. Các bộ phận nhỏ nhất trong thân thể chúng ta cũng đều cần thiết và có ích cho toàn thân. Hơn nữa, tất cả đều hòa hợp và cùng hướng về một mục tiêu là làm cho toàn thân được mạnh khỏe. Tuy nhiên, trong thực tế, đức vâng lời không luôn luôn dễ dàng, nên Thánh Maximiliano Maria Kolbe nói, Thiên Chúa là đấng vô cùng khôn ngoan thượng trí. Ngài biết rõ chúng ta phải làm gì để người được thêm vinh quang, nên đã bày tỏ ý muốn của người cho chúng ta, nhất là qua những vị đại diện của người trên trần gian. Vì vậy, chính sự vâng phục và chỉ có sự vâng phục mà thôi mới cho ta biết chắc chắn ý muốn của Thiên Chúa. Thật ra bề trên cũng có thể lầm lẫn, nhưng không thể có chuyện chúng ta sống theo đức vâng lời mà lại vấp phải sai lầm. Một ngoại lệ duy nhất, chúng ta không phải vâng phục khi bề trên truyền làm điều rõ ràng vi phạm luật Chúa, vì lúc đó bề trên không còn là người truyền đạt ý Chúa một cách trung thực nữa. Còn Thánh Ignacio Antiochia khẳng định, chúng ta phải thật tình vâng lời, không chút giả dối. Vì nếu ai lừa dối,
thì không phải lừa dối vì giảm mục hữu hình này, nhưng là cố tình lường gạt vì giảm mục vô hình. Bất cứ hành động nào như thế không chỉ liên quan đến con người xác thịt mà còn liên quan đến Thiên Chúa đấng thấu suốt những điều ẩn giấu. Một số người nhắc đến tên giám mục nhưng làm mọi việc như không có giám mục. Đối với tôi, lương tâm những vì như thế là không tốt. Thứ hai là hiệp thông với các anh em linh mục khác. Chúng ta được kêu gọi trở nên khuôn mẫu cụ thể của cộng đoàn có khả năng sống tương quan huynh đệ nhờ biết nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã lãnh nhận. Điều quan trọng là các linh mục không sống cô lập nhưng hiệp thông với nhau, nâng đỡ nhau và nhờ đó cảm nghiệm về việc cùng nhau phục vụ Chúa Kitô trong sự từ bỏ vì nước trời. Là linh mục, điều quan trọng là chúng ta nên có những bạn linh mục, bởi khi cùng chia sẻ với các bạn linh mục khác, luôn gắn bó với họ, chúng ta mới thật sự và trọn vẹn là chính mình. Thật là một nguồn phúc lành khi có những phút giây quên đi những gánh nặng và ở bên những anh em thân yêu của mình mà không có chút gì là mưu mèo hay khó xử. Cần được báo động về việc một số linh mục không thích các linh mục khác và cũng không cảm thấy thích thú gì khi có dịp quy tụ lại với nhau. Đó là điểm báo trước không mấy tốt lành cho những linh mục đó. Linh mục có bạn bè linh mục thì cuộc sống sẽ vui hơn. Nhưng khi linh mục không bạn bè với ai, dẫu có được xem là ông thánh đi nữa, thì cũng là một ông thánh buồn và đáng buồn. Sống khép kín cô đơn cũng là một loại bệnh, và cách chữa trị hữu hiệu chính là tình bằng hữu chân thành. Chạy qua chạy lại, thăm hỏi nhau sẽ giúp giải tỏa được nỗi cô đơn đó, lại càng tăng thêm uy tín cho nhau trước mặt giáo dân cũng như xã hội và chính quyền. Đằng sau linh mục X, linh mục Y là cả một tập thể linh mục có nó tiếng nói, có ảnh hưởng. Kim chỉ nam linh mục lưu ý các linh mục hãy cố gắng sống tránh lệ lói và chủ quan, phải cố gắng kiến tạo sự hiệp thông bằng cách cho đi và nhận lệnh từ giữa các anh em linh mục với nhau, biểu lộ những hình thức tương tác tinh thần cũng như vật chất đa dạng, cách đặc biệt với những anh em đang gặp khó khăn vật chất cũng như tinh thần. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ: sứ mệnh mà chúng ta được kêu gọi bước vào không miễn thử cho chúng ta khỏi đau khổ, đau đớn và thậm chí bị hiểu lầm. Đúng hơn, nó đòi hỏi chúng ta phải đối đầu với chúng một cách thẳng thừng và chấp nhận chúng để Chúa có thể biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với chính người. Mối quan hệ huynh đệ bao hàm việc chấp nhận những khác biệt và xung khắc. Có những lúc cuộc sống huynh đệ gặp khó khăn, nhưng nếu không có tình huynh đệ thì sẽ không thể sinh hoa trái. Sau cùng, con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng Giuse đã cho phép cha về mừng và mời con giảng lễ kim khánh linh mục của ngài trong tuần tịnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Huế. Và con cũng có dịp chia sẻ đôi điều về đời sống và sự vụ linh mục. Con xin cảm ơn hai đức tổng, đức cha giảng phòng, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cả cha hạ trưởng và tất cả quý cha đã chịu khó lắng nghe. Con cũng xin lỗi vì bài giảng lễ hơi dài một chút. Xin Chúa và mẹ Maria La Vang chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.